Thả tôi ra đi mà. Lại Đồng Quan, tỉnh dậy. Mùi mùi người tới thăm nè. Lại Đồng Quan, một lát thôi nha, có gì nói mau đi. Tôi không sao, cô đừng khóc. Tôi đã không nói gì hết. Lại Đồng Quan, đây không phải là nơi cô nên tới. Cô hãy mau về đi. Đi đi. Hả? Cơm ở trong này chắc chắn không ngon. Tôi đã nấu một ít cho Quynh. Gì vậy? Là thịt à? Quynh đã bị đánh ra như vậy, không ăn thịt làm sao được chứ? Nhưng cô đã xuất gia rồi mà. Bây giờ không thể lo nhiều được nữa. Cô thật tốt với tôi. Mặc dù hiện giờ tôi đang trong đại lao, người bị thương nặng, nhưng mà tôi cảm thấy bây giờ tôi là người hạnh phúc nhất. Trời, còn ăn trong này nữa. Mau thu dọn đi. Về đi, cô hãy về đi. Mau ra đây, mau lên đi. Đi mau. Đi đi, cô gặp được người rồi. Mau đi đi. Cho hỏi quan gia, ca ca tôi sẽ không sao chứ? Ta cũng không dám chắc. Hắn rất cứng miệng, không chịu khai ra chuyện gì hết. Nếu quan sai không bắt được kẻ cướp mộ thì tất nhiên sẽ bắt hắn chịu tội. Vậy tôi phải làm sao mới cứu được huynh ấy? Cô muốn cứu người từ trong đại lao thì chỉ có cách này thôi. Là cách nào vậy? Chỉ cần cô chịu bỏ ra ngân lượng, tội phạm giết người cũng được cứu. Cần phải có bao nhiêu lượng? Ít nhất là 100 lượng. Lão quân, nếu không phải vì cứu người, đệ tử tuyệt đối không dám đụng đến tiền nhang đèn để kính biếu người. Xin lão quân thứ tội. Hôm nay có rượu, hôm nay say, sầu của ngày mai để mai lo. Thác huynh, càng lúc huynh càng giỏi nói tiếng người rồi. Đáng tiếc ta không thể làm người được nữa. Làm người có gì tốt chứ? Mỗi ngày không phải là lo công danh lợi lộc thì là thanh quy giới luật. Đâu giống chúng ta, hàng ngày không lo không nghỉ. Lúc trước ta cũng không lo không nghỉ chứ, nhưng sau khi gặp Đỗ Lệ Nương, trong lòng ta chỉ toàn là cổ à. Bây giờ tốt rồi, cổ đã sống lại, ta mãi mãi không thể có được cổ. Thác huynh, cái đời này có thiếu gì phụ nữ, huynh tội gì chỉ nghĩ tới Đỗ Lệ Nương chứ? Ta cũng không biết là tại sao, từ khi gặp Đỗ Lệ Nương, ta
ta không thể nào quên được cổ. Quan gia, làm theo quy tắc cũ, đi đi. Dạ 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 dạ. Đi bao đi bao. Dạ. Ở đây ngày nào cũng có người chết, không biết hôm nay tới lượt tên xui xẻo nào đây. Tên này á chỉ còn lại có nửa cái mạng thôi. Nếu tối nay hắn còn bị tra tấn, đoán chắc hắn sẽ cùng chúng ta về địa phủ thôi. Ê, Thác huynh, đều thấy cũng sắp rồi, hay là chúng ta ở đây đợi đi? Cũng được. Nè, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ở trói cho hắn đi. Coi bộ là hôm nay hắn ta gặp may, không chết được. Lại Đạo Quân, Tuệ Chân. Lại Đạo Quân, Quỳnh không sao chứ? Tuệ Chân, chắc chắn tiểu đầu cù đó đã đưa ngân lượng. Cổ đưa ngân lượng cho đệ thì hay biết mấy hả? Đúng không? Ở nhân gian có câu tục ngữ là có tiền sai được quỷ xây cối. Cổ đưa ngân lượng cho đệ thì hai chúng ta không thu hổng của hắn, cho hắn được sống thêm vài ba năm nữa. Quỳnh đứng dậy đi. Lại Đạo Quân, chúng ta được cứu rồi, chúng ta có thể đi. Mau đi, mau đứng lên, đứng lên. Bỏ đi, chúng ta cũng đi thôi. Báo hại hai chúng ta đứng đây đợi nãy giờ. Bây giờ chúng ta phải đi đâu đây? Thác huynh, để cảm thấy gần đây có ngân lượng. Để nghĩ tới ngân lượng phát điên rồi hả? Thác huynh, huynh không biết thôi, chỉ cần xung quanh đệ có ngân lượng rồi đệ nhất định ngửi được mùi của nó. Đợi đệ một chút đi. Đại ca, nghe nói tiền nhang đèn ở Mai Qua Quán rất là nhiều. Vậy sao? Lúc đó ta không nghĩ nhiều thì đã nhận theo quy tắc cũ, để lần sau đi. Làm gì còn lần sau nữa? Phải rồi đại ca, huynh nghĩ coi tiểu đầu cô đó lấy đâu ra nhiều ngân lượng vậy chứ? Hey, chúng ta không cần phải lo chuyện này, chỉ cần cổ đưa đủ ngân lượng chúng ta sẽ làm việc cho cổ. Còn về ngân lượng này là cổ cướp hay trộm không liên quan gì mình. Nè đại ca, ta tới giờ đi tuần đêm rồi. Được. Chúng ta đi mau thôi. Đi. Đi thôi. Trời đã giúp ta. Sao hả Hắc huynh? Đệ không hề gạt huynh. Ê cha, đệ đã không uổng công đi chuyến này. Nè, đệ nghe mấy tên lính gác đó nói, nó là trong Mai Qua Quán của mấy tiểu đạo cô đó
có không ít tiền nhang đèn. Đệ đang định là đi hốt một mớ. Vẫn là Hắc Quynh hiểu rõ đầy dứt đó. Vậy đi thôi. Mời Hắc Quynh. Sao vậy? Đau sao? Dơ bẩn, cô cứ mặc kệ đi. Huynh đừng có ngại, để tôi. Mộng Mai. Hả? Huynh đi thi điện liên tục 3 ngày, phải mang theo thêm y phục. Lỡ như trời trở lạnh, cũng có cái để khoác thêm. À, được được, đều nghe theo lời của nàng. Lì Nương, nàng sao vậy? Lát nữa chàng phải lên đường. Chuyến đi này đi suốt 3 ngày liền. Lì Nương, chỉ có 3 ngày thôi, ta thi xong là lập tức về ngay. Thi viết được nhìn thấy chàng, không còn thấy buồn. Còn viết một ngày không gặp như cách 3 thu. Lì Nương, trong lời nói của Lì Nương cho thấy nàng rất có tài. Chỉ đáng tiếc là nàng là phần nữ nhi. Nếu nàng là thân nam nhi, trạng nguyên Hoa Kỳ này nói không chừng sẽ thuộc về nàng đó. Chàng lại trêu chọc thiếp. Trạng nguyên của năm nay chắc chắn là thuộc về chàng. Nàng tin tưởng ta vậy sao? Bởi vì chàng mộng mai của thiếp. Người hiểu ta chỉ có nàng thôi. À, phải rồi Lệ Nương, nửa bài từ hôm trước nàng làm rất là hay đó. Hôm nay ta phải đi thi điện rồi, hay là trước khi ta đi nàng làm một bài mới tặng cho ta được không? Thiếp nào dám múa rìu trước mặt trạng nguyên tương lai chứ. Nè, không được từ chối đó nha. Muốn thiếp làm thơ cũng được. Nhưng mà thiếp chỉ là đưa ra gợi ý, chàng phải làm một bài khác. Ta làm thêm một bài cũng được mà. Mời Lệ Nương. Vui một đêm ân ái, bị hai chữ công danh chia cắt. Ngự tưởng ba chung vui hết mình, tứ độ thiền quyền người trăng còn. Năm canh cưỡi ngựa ra khỏi cửa, sáu đường nguyên náo thật đông đúc. Ai có tài bảy bước, đang lên Bát Bảo đài hàng cung, say sưa trong chín tầng sắc xuân, sẽ thấy qua mười dặm quay về. Hay, tuyệt diệu. Văn tài của nàng không thua kém gì Tiết Đào. Chàng đừng ở đó nịnh thiếp. Tới phiên chàng rồi. Đừng gấp, ta sẽ làm ngay đây. Mười năm khổ học, gặp hoa mai đông cửu mới nở. Gặp tình duyên, đã sắp đặt sẵn bát tự. Thất hương bảo xa chợ đa tình, lục cung truyền ta đi triều bái. Ngũ hoa cáo phong hề, nhĩ phi phân ngoại. Nói gì là phụ có tứ đức, ai lo tới thê phải tam tòng.
ta nàng hai người kết liên lý, đã nhất luân tạo cái quy lai. Ý, lệ nương, ta đối như thế nào? Đối rất là hay, có điều quá thẳng thắn thôi. Chính vì ta muốn nàng nghe hiểu rõ hơn. Lệ nương, nàng đã nghe hiểu chưa? Không hiểu thật sao? Mười năm khổ học, gặp hoa mai, đông cửu mới nở, gặp tình duyên, đã sắp đặt sẵn bát tự. Thím nghe hiểu rồi, nghe hiểu rồi. Xa chở đa tình, lục cung truyền ta đi triều bái ngũ qua cáo phân hệ, nhĩ phi phân hoại. Nghe hiểu rồi. Lệ nương, đến lúc ta có tên trên bảng nhà, chính là ngày ta chính thức cưới nàng. Quỳnh đã tỉnh rồi. Nè, mau nằm xuống đi. Hả? Nằm xuống đi, Quỳnh đang bị thương mà. Chắc Quỳnh đã đói. Đây, ăn một chút. Hắc Quỳnh, là chỗ này. Bạch đệ, đệ phải nghĩ kỹ chuyện này, rủ như để sơ suất gì đó, chúng ta sẽ gặp rắc rối to. Hắc Quỳnh yên tâm đi, đệ biết cân nhắc mà. Hắc Quỳnh à, trước đó chúng ta đã có nói trước rồi. Đệ giúp Quỳnh ngăn cản Đỗ Lệ Nương hoàng hồn, Quỳnh giúp đệ tìm ngân lượng. Mặc dù hiện giờ Đỗ Lệ Nương đã được sống lại, nhưng trước đó đệ cũng đã bỏ ra không ít công sức. Chuyện của ngày hôm nay, không lẽ Hắc Quỳnh định khoanh tay làm ngơ? Nè, sao đệ có thể nói vậy? Hai huynh đệ chúng ta có phước cùng hưởng, có quả cùng chia. Anh nè, dù có xuống 18 tầng địa ngục, ta cũng sẽ theo đệ. Huynh đệ tốt. Để tôi ra ngoài xem. Hai người là ai? Hai người muốn gì đây hả? Mặc kệ bọn ta là ai, ta chỉ hỏi ngươi, ngân lượng để ở đâu? Ngân lượng gì chứ? Đừng có giả vờ không biết gì. Tiền nhan đèn của Mai Hoa Quán, muốn giữ mạng thì nói mau. Thật không dám giấu gì hai vị, số ngân lượng đó đã được lấy đi cứu người rồi. Nói láo, ngươi tưởng ta là con nít 3 tuổi sao? Ta mà tin lời ngươi nói sao? Đi đây nè, Bạch đệ à, đừng nên ra tay quá nặng, đừng để gây ra án mạng chứ. Ta hỏi là ngươi lần nữa, ngân lượng còn lại ở đâu? Phải nói cho thật đó. Thật ngươi rồi. Còn thật cứng miệng hả? Nè, nè. Bạch đệ, đừng có đánh nữa mà. Còn đánh nữa cổ sẽ chết đó. Cổ không chịu nói thật, để đá cổ chết. Ta thấy cổ không phải là đang nói dối. Có lẽ là ngân lượng chỉ có nhiêu đó thôi. Không thể nào. Hôm đó tôi lính gác đã nói rồi, tiền nhan đèn ở đây chắc chắn là không ít. Ý cha, tiểu đầu cô, ta cho người biết, ngân lượng vì tính mạng chỉ được giữ một thứ thôi, thứ còn lại ta phải mang đi. Ngươi cần tính mạng,
hay là cần ngân lượng? Suy nghĩ cho kỹ đi. Trời ơi, ta thấy cô mau nói nơi cất giữ ngân lượng cho đại ấy biết đi. Tiền tài là vật ngoài thân, cô đâu cần phải tiếc của như vậy. Tôi là người xuất gia, tôi tham số tiền đó để làm gì? Thực sự là không còn nữa. Khốn kiếp, không cho biết lợi hại rồi không chịu nói hả? Lại động quá. Lại đầu quan. Trời ơi, đệ đã quá lỗ mãn. Thác Quỳnh, đệ đã giết hắn rồi, đã làm phải là tới cùng, giết cô ta luôn. Ta không ra tay được. Lại đầu quan. Để lại giết người. Không làm thì thôi, đã làm phải thẳng tay. Bọn họ xuống địa ngục sẽ kiện cáo chúng ta đó. Không sao, chúng ta cứ giấu hồ phán quan. Đến bọn họ thẳng xuống 18 tầng địa ngục đi. Trời ơi, chỉ có thể làm vậy thôi. Ra là truy hồn chưởng của Bạch Vô Thường. Ý, Hắc Bạch Gia đã trở về. Đừng nhiều lời, tránh ra mau. Hắc Bạch Gia, sáng sớm cũng dẫn hồn phách trở về sao? Không phải hồn phách không thể gặp ánh sáng sao? Mặt mới gì tới ngươi chứ, tránh ra. Dạ. Đi. Tuyệt đối không được để cho Mạnh Bà nhìn thấy hai hồn phách này. Hát Quỳnh, Quỳnh hãy đánh lạc hướng bà ta đi. Cũng được, ta đi đánh lạc hướng chú ý của bà ta để dẫn hai người họ qua cổng. Được. Này, ủa Mạnh Bà, mới sáng sớm đã ra nấu canh rồi hả? Nấu sớm sẽ tốt hơn để tránh làm lỡ thời gian hai người thu hồn qua cầu. Ê, Mạnh Bà làm việc đúng là chu đáo, đâu có giống chúng tôi làm việc tay chân vụng về à. Trời ơi, canh của tôi. Trời ơi, coi đó, tôi vừa mới nói tay chân vụng về, bây giờ xảy ra liền à. Mạnh bà, thật xin lỗi bà, hãy tha thứ cho tôi lần này ha. Mạnh bà, hay là để tôi giúp bà nấu một nồi. Thôi đi. Thành sự thì ít, bại sự thì có thừa, để tôi tự nấu được rồi. Vậy tôi đi ạ. Hắc Quỳnh, chúng ta đánh bọn họ xuống 18 tầng địa ngục để họ mãi không được siêu sinh. Được. Dừng tay. Lại là cô. Hai ngươi cũng thật to gan, cả gan dám giết người ở trên nhân gian, sau đó không qua thẩm vấn, tự ý đánh hồn phách xuống 18 tầng địa ngục. Không lẽ các ngươi không biết điều luật ở địa phủ sao? Mẫu đơn, cho cô biết, đừng xíu vô chuyện của hai quân đệ chúng tôi. Phải, chuyện của Đỗ Lệ Nương chúng tôi đã nhường cô rồi, chuyện này chúng tôi không nhường nữa đâu. Các ngươi không giữ điều luật, dĩ nhiên ta phải thay hai người này kêu quan với hồ phán quan rồi. Cô dám? Có gì không dám chứ. Hả? Hết.
Nào, ngừng tay. Quỳ xuống. Hai tên súc sinh nhà ngươi cả gan dám làm ra chuyện tán tận lương tâm như vậy, bay đâu? Đưa Hắc Bạch Vô Thường đẩy xuống 18 tầng địa ngục. Không có mệnh lệnh của bổn quan, không ai được thả bọn họ. Không dám nữa. Chúng tôi sẽ không có dám nữa đâu. Không dám mà. Không dám đâu, hãy tha cho chúng tôi đi. Hai tên khốn nhà ngươi xưa nay không giữ điều luật ở địa phủ, bổn quan đã muốn trừng trị hai ngươi từ lâu rồi. Bay đâu? Dạ. Thu lại cờ thu hồn, đẩy xuống 18 tầng địa ngục. Dạ. Không phải quan tha tội. Đứng dậy, đứng đi. Tha chúng tôi đi mà. Tha chúng tôi đi mà. Tha cho chúng tôi đi. Đại nhân, tha cho chúng tôi. Đại nhân, tha cho chúng tôi đi. Đại nhân. Tiên tử à. Tiên tử, địa phủ của những súc sinh như vậy đều là tại do bổn quan quản giáo không được nghiêm. Hôm nay tiên tử giúp bổn quan xử lý bọn họ. Bổn quan thật tình cảm kích vô cùng. Hồ Phán Quan, nói vậy thật khách sáo quá. Hắc Bạch Vô Thường phạm luật nhiều lần, hôm nay có kết cục như vậy cũng là do tự họ chuốc lấy thôi. Đúng vậy. Dưới địa phủ này cũng nên được chỉnh đốn lại rồi. Địa phủ có sự thay đổi thật là lớn. Ồ, xanh đỏ tím vàng, sắp giống như đảo Hoa Thần của tôi rồi. Đều là do Lệ Nương và Hoa Lan á cùng nhau làm ra đó. Hồ Phán Quan à, chúng ta hãy nói chuyện chính đi. Nếu hai người họ lại bị chết quan, vậy nhờ Hồ Phán Quan hãy cho họ được hoàn hồn sống lại được không? Hoàn hồn sống lại? Tiên tử à, e là Lại Đầu Ngoan và Thùy Hồng không thể hoàn hồn sống lại được đâu. Tại sao chứ? Bởi vì họ đã trúng truy hồn chưởng của Bạch Vô Thường. Người nào mà bị trúng chưởng, hồn phách không thể nào trở về thân xác được. Vậy bọn họ sẽ... Ây da. Tiên tử à, tôi thấy hay là để hai người họ ở lại địa phủ này đi. Ở lại địa phủ? Làm vậy được sao? Được chứ sao không. Hắc Bạch Vô Thường đã bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục rồi. Bổn quan sẽ cho hai người họ thay thế vị trí của Hắc Bạch Vô Thường. Tiên tử cô thấy thế nào? Được. Trời, không biết đề thi không sao, biết đề thi như thế nào nữa, kỳ trước hay không nữa. Không biết có khó hơn kỳ trước không ha. Không biết là có khó hơn kỳ trước không. Báo chủ khảo đại nhân, thời gian đã đến. Mở cửa viện. Mở long môn. Báo chủ khảo đại nhân, thí sinh các nơi đã vào vị trí. Mở đề đi. Dạ. Đề thi khoa này hỏi các thí sinh: gần đây quân Kim xâm lấn, chỉ có quà chiến thủ ba việc, sẽ chọn việc nào? Đạo phu. Trời
Trời ơi tiểu thư, sao cô vô bếp vậy? Ở đây dầu mỡ, tiểu thư muốn ăn gì cứ nói với tôi là được rồi hả? Không phải đâu đạo cô, tôi tới muốn bà dạy tôi nấu nướng thôi. Tiểu thư muốn tôi dạy nấu nướng hả? Tiểu thư à, cô không cần học, chỉ việc ăn là được rồi. Chị làm gì đạo cô? Không phải mộng mai đi thi điện rồi sao? Thi trong suốt 3 ngày nhất định rất mệt mỏi, cho nên tôi muốn nhân thời gian 3 ngày này theo đạo cô học nấu vài món ăn có gì, để lúc chàng ấy trở về tôi mới có thể chính tay nấu cơm cho chàng ấy ăn. Hèn chi vậy á. Cho nên tại sao tiểu thư tự nhiên muốn tôi dạy nấu ăn? Thì ra cô muốn lấy lòng người yêu. Vậy đạo cô có dạy tôi hay không? Tôi dạy. Đợi một mai trở về đây, cô đã có thể nấu vài món ngon rồi. Chàng ấy trở về nghỉ ngơi vài ngày, chúng ta sẽ cùng nhau đến Hoài Dương. Sau khi tìm được cha mẹ của tôi sẽ có thể danh chính ngôn thuận gả cho chàng ấy. Giáp số 5, Liễu Mộng Mai, Lĩnh Nam. Một ngọn đèn dầu đã đủ, văn chương đã ở trong lòng. Cho dù không có ánh sáng, tôi vẫn có thể đối đáp trôi chảy. Đi thôi, đừng nên quấy nhiễu cuồng sinh Lĩnh Nam. Miêu đại nhân, giảng sinh đã thất lễ. Làm bài cho tốt, đừng phụ xã tắc. Hồ Phán Quan giữ chúng ta lại địa phủ làm việc. Phải đó, Hồ Phán Quan thật tốt. Ông ấy không những giữ chúng ta lại làm việc mà còn dạy cho chúng ta không ít phép thuật nữa. Giờ đây chúng ta cũng được coi là thần tiên dưới địa phủ rồi. Phải, bây giờ tôi còn biết bay nữa kìa. Nè, được rồi, đừng giỡn nữa. Buổi tối hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta ra làm việc, đừng nên làm lỡ việc chính. Phải, vậy chúng ta mau đi thôi. Đại Dương, đừng nóng lòng, hãy ráng nhịn. Sao lại không nóng lòng cho được chứ? Để về rồi, để nó về. Quân Kim có hành động chưa? Có rồi, Quân Kim đã làm theo lời hứa. Bọn họ đã bao vây hết 4 cửa thành Đông Tây Nam Bắc ở thành Hoài An. Tốt, phu nhân, chúng ta xuất phát được chưa? Được. Xuất phát. Dạ. Tại sao Quân Kim bao vây mà không tấn công? Chẳng lẽ muốn bao vây chúng ta tới chết? Liệu tướng quân có cầm theo lệnh bài của ta xông ra từ cửa nam,
đến Dương Châu cầu viện Đỗ đại nhân. Dạ. Đại dương, chúng ta tạm biệt ở đây. Thiếp và nhị đệ đến ngoài thành Dương Châu mai phục. Một khi lão tặc Đỗ Bảo dẫn quân ra thành, chúng ta sẽ tấn công Dương Châu. Được. Đại dương thì mai phục ở đây, đợi lúc Đỗ Bảo đến chi viện thì lấy mạng của hắn. U nhân, nàng yên tâm, chỉ cần lão tặc Đỗ Bảo rơi vào bẫy của chúng ta, hắn đừng hòng sống mà thoát ra. Ừ. Chàng phải cẩn thận. Thiếp đi đây. Ừ. Phu nhân, cẩn thận đó. Bao Lưu tướng quân Hoài An cầu kiến. Được, mau mời. Dạ. Đủ đầy nhân. Lưu tướng quân, tại sao lại, tại sao bị như vậy? À, quân Kim đã bao vây Hoài An, có bao nhiêu nhân mã? Người đông dân kiến không thể nào đếm hết, ít nhất cũng có 200.000 nhân mã. Cuối cùng thì quân Kim cũng đã tấn công. Tào tướng quân lệnh cho tôi liều chết xông ra dòng dây đến cầu viện Đỗ đại nhân. Mau đưa Lưu tướng quân ra ngoài điều trị. Kẻ địch hơn 200.000 đại quân bao vây tất cả Hoài An nhưng mà không tấn công. Tại sao lại như vậy? Người đâu? Dạ. Tập trung 5.000 kỵ binh, theo ta đến Hoài An cứu viện. Đại nhân, không được. Kẻ địch bao vây không tấn công, rõ ràng muốn kéo dài thời gian. Đại nhân tới đó, e là sẽ bị kẻ địch mai phục giữa đường. Lão phu cũng biết là chuyến này nguy hiểm, nhưng mà ta đã có hứa với Tào tướng quân, Hoài An Dương Châu phải bảo vệ chi viện qua lại. Giờ đây Hoài An gặp nguy, lão phu có thể khoanh tay làm ngơ sao? Đại nhân đến Hoài An, nếu kẻ địch chi quân tới tấn công Dương Châu, chúng ta phải tính làm sao? Đành chịu thôi. Trên đời không có kế sách vẹn toàn, cho dù là có nguy hiểm thì lão phu cũng phải liều một phen. Nơi này lão phu lệnh cho ngươi và Ngô Hội Quý dẫn quân chỉ huy. Đại nhân đừng nên đi. Hoài An thất thủ, Dương Châu cũng không giữ được. Tổng phó tướng, đạo lý môi hở răng lạnh, ngươi không hiểu sao? Đại nhân, kẻ địch rõ ràng là đang giăng bẫy cho chúng ta chui đầu vô đó. Dù phía trước là con đường chết, ta cũng phải đi. Đại nhân, nếu ngài tin tưởng mạc tướng thì hãy để mạc tướng thay đại nhân đi cứu viện. Ngô Hiệu Ý, đa tạ ông có tâm ý này, nhưng ta và Tào tướng quân đã hứa với nhau, nếu như thành trì đối phương gặp nguy, bên còn lại sẽ soái lĩnh nhân mã lên cứu. Lần trước Tào tướng quân đến như lời hứa, chúng ta mới có thể đánh thắng Lý Toàn. Đỗ Bảo ta tuyệt đối không làm tên nhát gan tham sống sợ chết, càng không làm tiểu nhân vong ơn phụ nghĩa. Lấy ngựa. Tỷ, tỷ nghĩ Đỗ Bảo có tới cứu viện Hoài An không? Chắc chắn tới. Hắn đã hứa với Tào Thôn cứu viện lẫn nhau. Con người của Đỗ Bảo rất xem trọng thanh danh của bản thân, tuyệt đối không thất tín với người ta. Được, để hắn dẫn theo nhân mã rời khỏi thành, chúng ta sẽ công đánh Dương Châu. Phải, khiến hắn không lo được cho hai bên. Tỷ, tỷ coi cửa thành đã mở. Tốt, Đỗ Bảo đã trúng kế. Lão gia, lão gia. Ủa? Phu nhân, sao hai người tới đây? Lão gia, ông thuộc đủ binh pháp, lẽ nào không biết đây là kế sách Dương Đông kích tay của kẻ địch hay sao vậy chứ hả? Kẻ địch đang giăng bẫy để bắt ông đó, tại sao còn chui đầu vào cái bẫy đó chứ? Phụ nữ các người thì biết cái gì? Nếu như ta không đi Hoài An sẽ mất. Chỉ sợ lão gia không cứu được Hoài An mà còn làm mất luôn tính mạng của mình nữa đó. Ta đường đường là An phủ sứ Hoài Dương, giờ kẻ địch tấn công, ta thân là đại tướng một phương, sao có thể chỉ lo cho bản thân? Sinh mạng của lão gia chỉ là của một mình lão gia. Nếu ông kiên quyết ra thành, tôi sẽ cùng chết theo ông. Nhưng mà còn các quân lính khác thì sao chứ?
họ đều có cha có mẹ, có vợ có con. Chẳng lẽ ông muốn tất cả cùng đi nộp mạng với ông hay sao vậy lão gia? Nó bậy. Từ xưa chinh chiến xa trường đều có sự thương vong, nam tử hán đại trượng phu sao có thể chỉ lo chuyện nhỏ gia đình mà làm lỡ đại sự quốc gia? Lão gia, các tướng sĩ phía trước là Long Đàm Hữu Nguyệt, có lẽ đi sẽ không có ngày về. Mọi người có dám cùng lão phu liều một phen không? Dám. Con nghe thấy chưa, phụ nữ các người không thể nào hiểu được cảm giác này. Lấy được. Lão gia, lão gia, lão gia, nếu ông mà đi, kẻ địch chắc chắn chia quân tấn công Dương Châu. Vậy mẹ con chúng tôi phải làm sao đây hả? Phu nhân, ta đã có chuẩn bị cho thành Dương Châu rồi. Người đâu? Có. Mau đưa phu nhân và Xuân Hương hồi phủ. Dạ. Phu nhân, mau về đi. Đi. Lão gia. Nghĩa phụ. Lên đường. Lão gia. Nghĩa phụ. Lão gia.